Doraemon. Dạ bà. Thứ ba là Hukuwarai. Hukuwarai. Háo hức. Warai là cười. Cười. Có một bức chân dung mẫu cho xem trước sẽ bị bịt mắt, sau đó lấy cái bộ phận còn thiếu trên khuôn mặt như mắt, mũi, miệng, tai ghép lại cho thành khuôn mặt hoàn chỉnh. Người có kết quả gần giống với chân dung nhất là người chiến thắng. Ok, yeah, cũng không okay. Khó lắm. Khó lắm. Khó lắm hả? Ừ. Và cũng có là bị phạm. Trời ơi, thằng thành thằng người thua. Thằng người đã găng khó rồi. Găng tay, găng tay biết nha. Găng tay. Ok, anh trước để coi anh có làm ra gì không. Mời anh. Thì ra là vậy. Dạ, dễ lắm. Cái này là ôi là 30 nha. Không có thời gian. Cái này là gì? 10. Đúng. Cái này là mắt. Mắt. Còn 10 giây. Còn 10 giây. À, đây là dòng máy. À, đây là cái nhíp. Còn mấy cái cục nữa con. Còn bên kia. Rồi. Nhanh đi. Đổ ra trước nha. 30 giây à. Nhanh nha. Trời, cậu phúc quá. Phúc phúc. Thôi 15 giây. 15 giây hả? Đi đi. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, cứ rải đều đi anh. Cứ rải vô đây thấp đi. Anh nhìn nhìn nhìn. 5 4. Chết rồi làm sao nữa. Bắt đầu. Bắt đầu. Chưa bắt đầu nè. Hết giờ nhưng mà làm sao. Ờ. Trời ơi, cái này là lần đầu tiên tôi chơi, phát tôi chơi khó quá vậy. Quỷ, sẵn sàng. 3, 2, 1. Bắt đầu. Đó, hơi ném rồi. Dạ. Khổ lắm. À. Cái này là gì? Cái này. Ơ. Đâu. Dối. Còn 10 giây ạ. Còn 10 giây ạ. Nhỏ quá. Nhanh lên, nhanh lên. Đâu rồi đó. Hết giờ. Hết giờ. Ủa, thôi theo tôi xem. 1, 2, 3. Bye bye. Trời ơi, cái quân què dĩ dây. Cái này là... Còn cái này thân ghê. Ghê quá như quỷ. Cái này mà cho Jun. Cái này mà cho Jun thời gian mà đụng tay. Ủa, cái lông mày đâu rồi? Cái lông mày nó mất tiêu rồi trời. Picasso. Picasso. Oh my god. Wow. Nhìn thôi thì em nghĩ là chắc là anh thắng rồi. Cứ phạt hoài thì hỏi sao mà thắng được. Game tiếp theo là Yamanote Sen Game. Yeah. Yamanote Sen. Yamanote no Sen. Yamanote Sen. Yamanote Sen. Yamanote Sen là đường sắt. Yamanote Sen. Yama là núi hả? À không phải, là sắt là hình tròn. Ban dừng khoảng chừng là 2 giây. À. À. Đường hầm sắt. Ngồi trong một vòng tròn, tất cả mọi người vỗ tay theo nhịp điệu. Mỗi người chơi phải nêu một cái tên theo chủ đề. Người lặp lại hay không đưa ra được đáp án là người thua cuộc. Khi bắt đầu trò chơi này thì mọi người phải nói là Yamanote Sen Game. Yeah. 1, 2. Yamanote Sen lo parastaka. Ok. Gazu nói chủ đề này. 2, 3. Yamanote Sen Game. Yeah. Chủ đề là tên con đường. Tên con đường. Con đường. Việt Nam á hả? Trời ơi. Gàng quá. Nguyễn Thị Minh Khai. Bác Đình Chỉ. Nguyễn Huệ. Diệp Mai Phú. Ba Đăng Hai. Lê Lợi. Thị Sách. Lê Duân. Đồng Khởi. Nguyễn Du. Sa Đồ Hanoi. Nguyễn Trãi. Cách Mầm Thanh Tắm. Son Tuổi. Wow, hay quá ta. Đây. Đang mình ngồi nghe ổng có nói cái gì mình giết của đình thủ với đình chỉ. Cái mình cứ đoán gọi là cái chừng gì. Ok, Jun là trái cây ha. Rồi. 2, 3. Yamanote Sen Game. Yeah. Chủ đề là
Trái cây. Trái dâu. Táo. Trôm trôm. Trái cam. Nhờ. Táo. Táo. Táo là nổi rồi. Đã rồi rồi. Ok, một lần cuối mình sẽ chơi manga. Manga. Ok. Rồi rồi. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi tới. 2 3. Yamano Densei Game. Yeah. Chủ đề là manga anime. Kimetsu no Yaiba. Sogoku. Conan. Doraemon. Yaiba. Đây rồi. Ai nói vậy sao? Ai nói vậy sao? Ai nói vậy sao? Jujutsu Kaisen. One Piece. Naruto. Naruto. Crayon Shin-chan. Shin Pichi. Eh, Pichi, yeah, Pichi. Apra go goro Doremi Crayon Shin-chan. Hai ba. Pokemon. Wow. Rồi, hôm nay vui quá. Vui à? Vui nhất là cái trò mà lượm trái Hamaru xong rồi bớt bớt bớt. Mà giờ vẫn chưa nhớ Tatai te kapute chang chen bong. Vui, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hôm nay là dùng tham gia chương trình này. Ừ. Cảm ơn nhiều nhé. Dạ, không có gì thì cũng vui. Em double wish làm cho chương trình. À, lại có quà nữa hả? Cảm ơn. Arigato gozaimasu. Cảm ơn anh, cảm ơn Han rất là nhiều, cảm ơn mọi người. Hy vọng là sự có mặt của Jun ngày hôm nay sẽ đem niềm vui đến cho mọi người. Hy vọng là mọi người sẽ luôn ủng hộ Double Wish và cũng như Jun nha. Thank you, arigato gozaimasu. Cảm ơn mọi người đã xem chương trình này. Bye bye.